Google để gia nhập Facebook. Cựu giám đốc VinE, Jason Top sẽ rời Google để gia nhập Facebook và phụ trách nhóm thử nghiệm sản phẩm mới NPE. Đây là bộ phận có nhiệm vụ phát triển các ứng dụng mới dành cho hệ điều hành iOS, Android và cả trên nền web với mục tiêu cụ thể nhằm vào các dịch vụ tiêu dùng. Gia nhập Google từ VinE năm 2016. Tại đây, Jason Top làm việc trong các dự án thực tế ảo. Sau đó, Top từng có thời gian phụ trách khu vực vườn ươm startup của Google. Có thể nói vai trò của vườn ươm startup Google tương tự với nhóm NPE của Facebook, với kinh nghiệm liên quan tới mảng phát triển sản phẩm và ứng dụng mới. Hồ sơ cá nhân của Jason Top cho thấy, ông rất phù hợp để khai phá và thử nghiệm các dịch vụ mới mà Facebook đang ấp ủ.